Thua rồi bất ngờ đánh lén đối thủ khiến dân mạng chê cười. Ngô Lượng, võ sư môn võ cổ truyền hình ý quyền của Trung Quốc đã thách đấu Trương Văn Thánh, võ sĩ môn võ tổng hợp MMA và trận đấu giữa hai người đã được diễn ra hồi cuối tháng trước tại một phòng tập gym ở thành phố Thâm Quyến. Đoạn clip về trận đấu giữa Ngô Lượng và Trương Văn Thánh đã được đăng tải lên mạng xã hội gần đây và nhanh chóng gây sốt. Trong đoạn clip cho thấy sự áp đảo của Trương Văn Thánh trước vị võ sư của môn phái võ cổ truyền khi liên tục tung ra những đòn tấn công và không cho đối thủ có cơ hội phản công sau 3 lần liên tiếp bị Trương Văn Thánh đánh ngã, một võ sinh khác trong vai trò trọng tài đã cho kết thúc trận đấu với phần thắng thuộc về võ sĩ MMA. Tuy nhiên trong lúc Ngô Lượng và Trương Văn Thánh bắt tay nhau để kết thúc trận đấu, võ sĩ môn võ cổ truyền đã bất ngờ tung ra một cú đấm, sau đó là một cú móc mắt nhằm vào đối thủ khi Văn Thánh không đề phòng. Cú đánh lén của Ngô Lượng khiến Văn Thánh tức giận và đã lao vào tấn công đối thủ. Tuy nhiên võ sĩ đóng vai trò trọng tài của trận đấu đã cố gắng lao vào giữa để tách hai người ra. Cuối cùng Trương quyết định không muốn tiếp tục đánh nhau với Ngô nữa nên đã bỏ đi khỏi sàn đấu. Sau trận đấu, Trương đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh cho thấy cú móc mắt bất ngờ của Ngô khiến anh bị sưng ở mắt trái và bị một vết xước nhỏ ở mũi. Cư dân mạng đã lập tức bày tỏ sự phẫn nộ và chê cười hành động đánh lén của Ngô lượng sau khi đoạn clip về trận đấu được đăng tải và gây sốt trên mạng xã hội. Ai lại tự nhận mình là một võ sư khi lại có hành động đánh lén hèn hạ như vậy? Một cư dân mạng bình luận. Thật đáng xấu hổ ông ấy không thể tung ra một cú đấm nào về phía đối thủ trong cả trận đấu nên cuối cùng lại phải dùng đòn đánh lén khi trận đấu đã kết thúc võ sư kiểu gì thế này một cư dân mạng khác bình luận trong các bộ phim kiếm hiệp mà tôi xem luôn thấy sự đề cao tinh thần thượng võ của các môn phái võ cổ truyền nhưng có vẻ như sự thật ngoài đời sống lại không đúng như vậy một cư dân mạng khác hài hước bình luận nếu không có trọng tài vào can ngăn cuối trận đấu và để cho hai đối thủ đấu tự do với nhau không biết vị võ sư môn võ cổ truyền sẽ còn bị đánh bại thảm hại đến mức nào một người dùng mạng xã hội bình luận sau khi xem đoạn clip tấn công khi đang bắt tay sau trận đấu đó không phải là một hành động của một võ sư mà là của một tên hèn một người dùng mạng xã hội khác bình luận còn bạn bạn nghĩ gì về hành động của vị võ sư võ cổ truyền trung quốc trong đoạn clip này hãy đưa ra ý kiến của mình ở bình luận bên dưới tê thùy